Thưa quý vị, chiều ngày 24 tháng 10, tại hội nghị kiểm điểm đánh giá 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 của Chính phủ, ban hành quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch COVID-19, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá chung. Về cơ bản, hiện nay chúng ta đã kiểm soát được tình hình dịch tại các địa bàn trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Long An, Đồng Nai và một số địa phương khác. Tuy nhiên, sau khi nới lỏng giãn cách, lượng người đi lại từ vùng có dịch về các địa phương rất nhiều và đã xuất hiện các ổ dịch mà nguồn lây chủ yếu từ những người trở về từ các vùng dịch. Những ngày qua, các tỉnh như Phú Thọ, Thanh Hóa, Nam Định hay một số địa phương ở khu vực Tây Nam Bộ đã ghi nhận nhiều ca bệnh liên quan đến người trở về từ vùng dịch. Người đứng đầu ngành y tế bày tỏ lo ngại nguy cơ bùng phát dịch rất lớn trong thời gian tới. Ông đề nghị các địa phương phải nâng cao hơn mức độ cảnh giác với dịch. Liên quan đến triển khai thực hiện nghị quyết 128 và quyết định 4800 của Bộ Y tế, thông tin tại hội nghị cho thấy, qua 10 ngày triển khai, các địa phương cơ bản đáp ứng và linh hoạt triển khai theo tinh thần thực tế của địa phương. Tuy nhiên, vẫn còn một vài nơi áp dụng cứng nhắc. Bộ trưởng nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện nghị quyết 128 và quyết định 4800, nếu các địa phương có vấn đề phát sinh thì cần liên hệ ngay với Bộ Y tế trao đổi để đạt được thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Quan trọng hơn cả là phải kiểm soát được tình hình dịch, tránh để xảy ra đợt dịch tiếp theo. Ông đề nghị các địa phương đã được phân bổ vaccine phải tăng tốc tiêm chủng. Đồng thời, các địa phương khi triển khai tiêm chủng phải tuân thủ việc cập nhật dữ liệu thông tin người tiêm lên nền tảng tiêm chủng theo đúng hướng dẫn. Các địa phương phải chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, đặc biệt là hệ thống điều trị, phải đảm bảo giường bệnh cho tình huống có nhiều ca mắc, có máy thở, có đầy đủ trang thiết bị cấp cứu, có oxy, để khi dịch xảy ra thì kiểm soát được và giảm tối đa số ca tử vong. Đặc biệt, các tỉnh phải đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực điều trị của nhân viên y tế. Bạn có video hấp dẫn, bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo, hãy gửi về flo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.